Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại là mình đang chơi bên server The Ivanet. Nhưng mà bây giờ cái chế độ này á, nó rất là lạ và rất là thú vị. Đó chính là mọi người sẽ chạy bộ lên tới trên đỉnh cuối cùng. Và những cái chướng ngại vật đó chính là những cái con xe nó bay. Có ai thấy xe nó bay không? Không, có thấy không bay vô chiếc xe. Đang đi tự nhiên cái xe nó mọc ra trước mặt luôn á. Tìm mình rồi, cái ngáo chạy cả bên kìa. Anh ơi, em không có thiệt chứ em nhìn cái tướng chạy qua anh em mắc cười quá. Trời ơi. Trên dốc á. Cái gì vậy? Kỳ che cái hình cứ đép kìa, nè nè đép nó sẽ bị chết. Đép sẽ bị chết. Nhìn cái tướng chạy qua. Nó. Tức quá trời. Đang chấm hết rồi phải không? Em mời ngáo. Ơi, mới vô xuống mà. Đây này mình sẽ ăn gian, mình sẽ chạy mé mé ở đây, mình nghĩ là sẽ ổn. Đếp ơi, đừng chết nữa mà. Ủa ngáo rồi, còn xấu không ngáo? Xe ơi. Xe ơi. Nó chặt giò tôi kìa. Rồi xong luôn. Khó thiệt luôn á. Mấy coi kết thúc vô ta, cái này khó quá à. Chạy bộ. Cho trình của bạn không tới mà. Giờ. Ừ. Tôi nguyên nãy giờ rồi. Trời ơi. Sắp lên. Ủa cái gì vậy? Tính là dướng xác của thằng khác cũng bị nữa. Dướng xác của thằng Nguyễn kia nó bị dấp chân nữa chứ không phải là. Em thì em sẽ muốn chạy cười nữa. Nào. Này. Rồi xong. Tức cơ. Rồi có thằng được xong rồi kìa, có thằng xong rồi kìa, hay vậy. Cố lên. Nè đừng lại phát nữa nè. Ôi giời. Dạ mới xuống chết luôn rồi. Tức á. Ôi trời ơi. Xe nó bay như chim. À. Trời ơi. Hello. Ngáo đây nè. Chạy đi ngáo. Cái này nó khó thiệt sự luôn á. Xe nó nhiều quá hả? Ôi, nó bị lắc kìa. Vậy lại chấm. Cố lên. Ê. Quá. Quá. Gần tới rồi. Hai con xe nó chặn đường luôn. Hai cái xe nó không chịu hợp biết. Hai con xe nó chặn nó không biết chạy đường nào luôn. Ê cái này mà xui xui mà xe nó bay lên trời á. Nè. Đẹp ơi, ngáo ơi hát đi ngáo. Ôi không biết nữa. Là tính ra hồi nãy em chỉ cần một bước nữa thôi là em lên dịch vàng luôn á. Lên thiên đàng á. Ừ. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng. Kết quả là chỉ có đúng một người về đích được. Đúng một người về đích được. Tại vì thiếu tôi thôi, có tôi là đầu tiên. Chắc tôi tin vậy á, chắc tôi tin. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tăng tiếp nha các bạn. Các bạn lo chạy đi á, coi chừng tôi á. Ủa bạn đâu rồi? Chơi con thứ nhất nó khó chơi quá à. Nó nhìn nó kỳ kỳ á, tôi tưởng nhìn thứ ba không à. Dì ơi, hé ơi. Đây. Ở một cú lưng á, tụi bay né kìa. Ôi, có hàng chạy quá. Đẩy mình ra kìa luôn. Được mà, nó tự đẩy nhau được mà, nó giết em được mà. Năm ơi. Ê, nhào. Ơ, kia lụm xe hàng rồi, chạy nào tới. Quý bà. Quà ơi, cô ơi. Quá cùng quá. Quá đã. Hứa đẹp nè. Hứa đẹp văn rồi. Quá đâu rồi. Quay đầu. Quay đầu quá trời. Cái này chơi quay đầu á. Sao vậy hai bạn? Chạy đi hai bạn. Đây chưa vậy hai bạn? Không rồi. Không đi ngược lại. Cù nè. Cù nè. Ê, ổng kìa. Hello Khang. Okay. Ê, Khang sống được. Ây da, xe tăng lực. Ây, xe tăng nó lực luôn kìa. Rồi sao rồi chơi? Rồi gẹo ổng rồi. Gẹo ổng. Ờ, trời. Chết ngáo. Xong ngáo. Quà nè. Quà nè. Rồi. Ok, quà nổ rồi. Quà ơi. Sao vậy quà? Sao nổ sớm vậy quà? Đâu, tôi không hiểu được là sao tao nó lật. Biết bơi luôn lẹo á.
Nhưng mà nước ngoài này nó bị do là bị đáp quen đứt cáp á, cho nên là nó hơi bị lát lát xíu nha các bạn. À mọi người thông cảm nha, con mèo nó cắn cáp. À, hiện tại mình đang có chức năng speed boost nè. Trời hà được hà. Cái này ơi nữa sẽ tăng nó lập thiệt luôn á. Ok. Vô nó giết kia luôn rồi. Ừ. Còn dạ, một dạ, phút dạ. Nữa 8 người nữa. Ổng đâu à? Ổng đâu à? Đi á, đang đi. Bạn Di ơi, sao nãy giờ tôi không giết tôi? Tôi đang đợi đi, bạn đợi xíu nữa đi, cũng xíu thôi à. Đâu quá à, tôi nhớ bạn. Chị đang đuổi, đuổi đứa đâu á. Ừ, đúng rồi, chị biết mà. Ông đè, ông đè nhỏ chứ. Thì ra mà chậm nó chết, đâu rồi. Ủa mày có mít bút hả? Không chỉ tôi à. Rớt. Kìa ngáo làm gì vậy? Ngáo ơi, bánh xe rớt kìa ngáo ơi. Lượm bánh xe lên ngáo ơi. Mất rồi. Ngáo nó hết bánh xe luôn rồi. Ngáo nó rớt hai cái bánh xe đầu. Anh ơi. Ngáo nó rớt hai cái bánh xe đầu luôn. Nè. Vui nè, vui nè. Chạy vô rồi. Zilo kìa, Zilo kìa. Ồ, giết đường Zilo, giết đường Zilo. Nó bị mạng lắc á, vô nơi không phải lỗi tại chị đâu vô. Rồi xong. Cái ông kia cũng ra ngoài luôn. Vun hiểu không Vun? Em quay em tổng hai lần luôn rồi chị ơi. Chóng mặt quá, còn có 4 thằng. Ê, tự giác đi mấy bạn. Các bạn ơi. Chóng mặt quá à, thiệt luôn, chơi này chóng mặt thiệt sự luôn á. Nè, tự giác nổi tướng các bạn, sao bạn không thông tôi đi. Hello. Ô. Sao bạn? Sao à? Không có thắng được dáng nào luôn á, tính ra là. Ê, tính ra là khó ha. Cái nữ nhân nó bị chóng mặt á, cực kỳ khó luôn. Gì? Vậy nè, tao phải ăn là dễ. Chán thiệt chứ, chứ được có 11 người à. 16 người nhưng mà có mấy người văng ngoài chết rồi. Tự động chết bạn, không cần ai nhắc. Bạn đợi đó, bạn luôn bạn đợi đó. Đợi đó. Trong cái con mắt tôi gà mà. Tại cái tăng này nó nguy nhất, xong rồi thêm một cái nữa là lúc mà đi không biết được cái hướng xe tăng mình là hướng nào hết trơn á. Không biết đầu hay đuôi không? Ừ, không biết đầu hay đuôi. Quay đầu. Cái quỷ này lẹ lắm. Quỷ này lẹ lắm. Gì? Quay xe. Quay ơi. Ép quay xe. Trời ơi, nổ quá trời luôn. Tại sao bay ơi? Gì luôn á trời. Ơi, nổ quá trời nổ luôn. Chết, chết. Không mà ư. Ở đây nó tông nhau rồi. Ổng rồi. À. Hello ngáo. Yeah. Dạ, thằng đép, thằng đép, đép chơi, đép chơi, đép chơi. Rồi sao nữa đép? Nó quay đầu vậy? Ừ, tại cái xe nó quay đồng lắm chứ, nó quay 360 độ luôn, thích nào mà quay đó hả? À. Ngược lại đi mọi người ơi. Ừ, cái xe này nó quay tùm lum hết trơn bởi vậy. Đi theo ổng á, Đi theo đằng sau lưng ổng á. Đâu? Dạ. Hello, anh đây. Vun, quay lại Vun. Đâu rồi. Nguyễn ngáo rồi. Ủa, không chết hả? Ôi, vậy mà không chết luôn kìa. Tức thiệt. Ông ở đâu à? Hả? Ông ở đâu à? Tôi mới đọc lại. Thấy mà, ông định tông tôi mà ông bực bước cái ông bay mất tiêu luôn. Ê, Vun ơi, ông lên đây đó. Ở đâu vậy? Đâu quên chứ. Ông ở đâu vậy? Đó. Đừng, giữ sạch đèn xanh lát này lần nào đấy, quá. Tao chỉ giữ cưng. Rồi. Mình đặt cái gì quá. Ơi. Biết tôi có chức năng gì không? Cái chức năng nó kêu là nó có thể nổ được. À nè, văng nè. Ừ. Rồi văng rồi. Ủa văng nó không sát được kìa. Lại gần là nổ hả? Hả? Lại gần là nổ đúng không? À không biết nó phải bấm cái được con cái hả? Trời ơi, sao bánh xe nó bị nỉ chứ quà. Từ anh ơi. Từ từ anh ơi, Vân ơi, Vân ngà, Vân ơi, Vân ơi, Vân ơi, Vân ngà. Từ từ anh ơi, chị cho anh là vậy. Đằng sau. Tèo. Chết quà là. Quà kìa dí. Mày nè, mày, quà nữa rồi kìa. Bắn mặt một con. Quà, bánh mì. Ngáo kìa, chạy kìa. Từ còn 4 thằng nữa, còn 4 thằng. Ý kia nó cứ hút mình quà. Ơ, xúc chi. Yeah. Chết chưa? Ê, còn thằng cuối cùng.
Nào, thằng kia. Ở nó bút lên, lên á, bút lên. Nó bút đó, nó bút đó, bút đó. Á, ông già ăn cái chỗ đó đã vậy nha. Ừ, nhưng mà giờ còn thằng cuối là dí sau đây. Cái quả đầu bật cái heo lên cái đầu đó. Nó đi đâu vậy anh? Ở đằng sau rồi gì? Rồi xong. Rồi xong còn nhỏ. No, nó chạy nhanh quá à. Có bút mà. Có bút. Nó lụm bút mà. Ấy là nó lụm bút nữa cơ. Thua rồi, 12 giờ nữa thua rồi, 12 giờ nữa thua rồi. Thì tăng nó đúng khó luôn bạn. Nó không, nó có việc nhất mà nó có cái nòng súng mà cái chỗ này nó bị dướng á. Không phải dễ. Hồi, trời ơi. Xía nó thôi à. Ok, xong nha các bạn, đây là lần đầu mình trải nghiệm xe tăng. Đúng rồi. Khó thiệt sự luôn á. Ok, bây giờ mình đợi cái chế độ busted nha các bạn. Rồi rồi, chơi một người cuối nhưng mà hay quá, chống ghê quá. Tức ơi là tức luôn, trời ơi. Vậy gia đình. Hãy các anh em gia đình, hãy vote đi nào. Rồi bây giờ mình sẽ xin lỗi bóp nhưng mà mình sẽ bắn bóp. 81% luôn. Rồi bóp bắn lại nè. Ôi gần 90% luôn, còn thiếu một phiếu nữa thôi là 90% luôn, chỉ có 10 phiếu chơi cái cô biết thôi. À mình chơi xe xịn đi. Ôi vậy luôn. Xe giữa thì mọi người con non guesty đi. Xe xịn á thì mọi người được đi xe xịn, mọi người còn tôi đi con xe cụ bắp thì mọi người đi xe cụ bắp hay sao? Chị mấy chị này. cam sân bay luôn chị. Ừ. Cuối cùng thời khắc này đã đến. 81%. Đừng với ổng nữa, mình cam sân bay luôn. Nào. Special unit đi cho mọi người chơi siêu xe. Hồi năm mấy phần trăm đúng gia đình mình mạnh được chứ. Em gia đình. Gia đình mạnh đi. Gia đình. Gia đình mình boss đâu mà cái mấy nước ngoài thấy cái boss theo luôn. Quen. Gia đình sợ liền. Rồi chuẩn bị bắt đầu nè. Chuẩn bị. Family game. Để rồi đừng nhắn vậy mấy con người ta hiểu lầm mà đẹp. Tên. Đây, mình là criminal. Và để coi bao nhiêu người. 22 người, không vậy. Sao càng ngày càng đông vậy. Hồi nãy có 16 dạ. Người, gia đình giờ đông quá à. Chết rồi. Chết rồi. Để xem coi mình sẽ trải nghiệm cái cảm giác đi làm ăn cướp. Đây là cảm giác mình muốn trải nghiệm lâu rồi nhưng mà chưa trải nghiệm được. Như tình đang đổi xe, các bạn thấy gì siêu xe không vậy? Rồi. Đâu rồi team gia đình, đâu rồi blue kìa, ngáo kìa. Bên này Khang, Cù, Đép. Gia đình. Ủa Jun đâu rồi ta? Jun đâu trong đó đó. Thua. Ôi con Jun nhiều đó là 23 người rồi. Quả anh Mì không thấy ha. Quả anh Mì với năm đó không thấy trên cái màn hình của tôi. Nằm ở góc khác rồi. Nhiều quá. Ừ. 22 người, 22 cảnh sát. Oh my god. Rồi, hành động thôi. Cướp này hơi phèn, cướp này phải mặc đồ vest nó mới lịch sự. Yeah. Đúng rồi. Đó. Gì chưa gì là cướp á, là cảnh sát tự xử nhau rồi. Ui, cái thứ nhất luôn nè bạn ơi. Video hiện tại. Đi giao đập. Cũng nhìn thứ nhất luôn. Là một bạn có tên là Yêu Đê đang đứng ngân hàng. Trời ơi. Vậy. Vậy chán đi trời. Đừng giết nó. Trời ơi, ác độc. Bạn mắc cười quá à, tại bóp đứng ở đó thôi, tôi bắn nhẹ nhàng lắm mà tôi dùng súng lục luôn á. Bạn đừng có ác độc như thế. Vô luôn kìa. Bạn có thấy cái thằng nhân vật tụi nó bị khựng khựng không? Bị dướng cái bạn. Lần đầu đi cướp cho nên hơi bỡ ngỡ xíu. Nó hơi bị rụt rè. Gì mà you gonna pay for that nó vậy cụ. Cho anh sợ em muốn. Ok, ác độc. Ác độc. Quá. Ơi nạp đạn anh ơi. Ê có khi nào mà tôi đi cướp mà tôi bị chết luôn không luôn? Ờ mấy cảnh sát này bắn chết luôn cười mà. Cười. Dù ác độc. Rồi chuẩn bị. Vô ác độc. Vô ác độc quá. Ok. Lên xe nha mọi người. Chào mọi người. Tôi đi đây. Lên xe lẹ lên. Không tôi bắt bạn nha. Rồi đi đây bye bye. Hey, bây giờ tôi sẽ chơi cái trò của tôi. Ủa giống Dung Phi vậy. Đầu tiên là mình cần trốn thoát khỏi đám cảnh sát này. Xong rồi mình mới ra sân bay nha các bạn. Cái gì vậy trời? Đã xong kìa. Trời ơi, cảnh sát ơi là cảnh sát. Sát lâu dữ ta, mấy anh ơi, bên này nè mấy anh ơi. Mấy anh ơi, lộn đường rồi. Hả? Nó lũ lạng.
Trời ơi, tôi thấy quá trời luôn. Thiệt chứ. Trốn mà trốn xịn rồi, tao phải lên đèo tao trốn. Còn trốn mà trốn cục bóng là chạy thành phố. Yeah. Thôi chết bởi mấy cái núi này ha. Vậy á bạn. Tôi chống cái con mét tôi lên. Bạn không khó được mọi người đâu. Ơi. Đó 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 đó. Ơi. Ơi. Gì vậy? Cái gì vậy? Ơi, gia đình. Hãy hai cái thành viên gia đình. Hãy cái thành viên gia đình. Gia đình. Vì sao? Lèo quá. Lèo. Cái xe đắng không được. Không chịu đâu. Không chịu đâu. Vậy là chống hết rồi đúng không? Không chịu. Không chịu. Nằm đất nha mày. Không chịu. Không chịu đâu. Gì à? Tôi đã thử bạn thoát khỏi dùng dây đó rồi, bạn hiểu không? Tự nhiên thằng kia nó chặn ngay con xe tôi ăn được cái kia rồi mà nó chặn chứ không ra là tôi drift tôi quẹo xuống rồi. Tham lam. Còn cái nịch. Còn cái nịch, đúng rồi, còn cái nịch tôi. Trời ơi. Anh ơi, còn đó không anh? Tôi đã cố quá. Gắng mà tôi xúc để cho ông bay đi rồi. Tức quá. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chơi lại booster tiếp nha các bạn. Thì hiện tại là team ở ngoài đầy hết, blue, lá trực thăng. Trước mặt các bạn sẽ có Jun nè, bên này có Nam Đất, có Ngáo, còn mấy quỷ kia nó trốn hết trơn rồi, chưa vô được. Tổng cộng là có 13 cảnh sát nha các bạn. Rồi, đi cướp ngân hàng. Này, đổi xe rồi các bạn, đổi xe rồi trước, rồi tại xuống thôi. Bởi lần xe màu xanh thôi. Ở đường này không có... Trời ơi, xe nó lộn cả hả? Thấy vậy chứ, con Guma nó đậm lắm á. Ừ, đậm mà, con kia bữa nó bị lết cái đít thôi. Ồ, đường này có huyền thứ 3 nè. Đừng bắn bóp nha. Ôi dồi. Ơ, bóp rồi, à bóp kìa. Nè, bóp nè. Đừng bắn bóp nha. Mà bắn ổng trong lỗ không? Thằng bóp nó bắn đúng cùng bóp luôn. Hàng gì bóp nó đi làm nói vậy ngân hàng. Bắn đúng chán luôn á, bắn rồi tôi đứng cái bên rồi bắn vô cái hộp cái bên không à. Ủa sao tôi không kêu bóp không ai nói gì cho nhỉ? Ôi tôi bắn bóp mà. Đừng có bắn bóp, đừng bắn. Ok, khi mà mình cứ kệ nó đi. Tôi nào. Trời mẹ ơi. Để giết bóp. Tôi đã hứa là tôi không bắn bóp mà, tại bóp bị nổ bơm chết thôi. Ừ. Đồ ác độc. Ác tuyệt chưa. Riết bóp. Thằng kia riết 1989-2021 luôn kìa. 2021-2021. Mới đá. Đây bây giờ mình sẽ đi con Kuruma gì độ kỳ cột dịch chèn. Hôm nay rút kinh nghiệm nha các bạn, mình không đi đường đèo nữa. Nay mình sẽ đi đường dưới này. Vui nó chổng ngược xuống luôn kìa. À, nếu mà xe ai mà bị hư á, bấm F để nó respawn lại xe mới. Ủa bấm F hả? F. Ờ, tao đang bấm máy bay đó, F ra khỏi máy bay luôn sao? Không, đúng rồi. Đúng không? Rồi bây giờ mình chơi nhường với bạn không ta? Bạn, bạn. Tôi lấy chiếc trực thăng xào xuống đầu bạn được không bạn? Được bạn, sao con xe này nó chạy kỳ quá bạn? Tôi chưa quen xe. Ấy dạ. Tiền mà cũng giải luôn. Khá nhiều tiền đó. Tiền mới có bay luôn ơi, nhặt lại đi ơi. Để tôi chơi mấy cái hẻm nữa coi. Ê mà quên cái này mà nó chơi. Ôi giỡn nữa. Lô ơi. Lô. Khó quá. Rồi. Rồi. Chưa. Nổ rồi. Trời, cái bài chuẩn bị dí mình nha, 5 bàn cảnh sát. Trời ơi, có mấy chiếc à. Từ 10 bạn còn 5 bạn. Rồi do là mấy bạn này ít quá cho nên là mình nhường mấy bạn mình đi trước đây chợ tiền cướp được bạn cuối cùng luôn. Đâu bạn mình đi đường này nè bạn. Mà bạn có nhường nó không? Để tôi biết tôi nhường bạn. Đi giùm chậm thôi. Cậu ơi nhấp nhấp chị da. Ái da cái cục này. Lại chặt hẻm anh. Chặt thử xem. Hẻm nữa rồi. Chặt thử xem. Rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cái gì vậy ta? Cái gì vậy ta?
nó chặt hẻm mấy thằng cụ nó biết nè, thấy không? Nó mắc tâm lý tội phạm. Em có chặt cái hẻm mà Mỹ kia đi lộn đường rồi. Ai cũng có jammer rồi, jammer là dùng để hút mấy kia, nếu mà nó chặn đầu xe thì con xe nó khó chạy vậy. Xe nó bị kỳ kỳ sao á. Không biết cái hẻm này vô có, thôi tôi sợ vô cái hẻm đó, nó bị nghẹt hẻm quá, cái xe nó vô cũng vừa vô cũng vừa nhục lắm. Chứ mình chạy nhanh cũng tốt. Đi đi bò. Ây da. Xin chào. Ây, rớt cái bánh gì ơi. Ờ, đang rớt bánh xe nè, biết rồi mà. Rớt tiền kìa anh ơi. Ăn cốp và băng cho đã, rớt tiền không bụng lại. Mời bạn đã bị bắt. Hi bò thần thật. Hi bò. Sao Lu chặt lộn hẻm á Lu? Thì tôi nhường bạn thôi. Ờ ơi, nó xúc cái độ. Ừ, xe cảnh sát đứng ra. Cái độ xúc của nó mạnh lắm nha, không giỡn được. Tờ xúc không, mốt nó bỏ rồi. Cái này nó yếu quá à, nó không có kiểu mà drip phát xong rồi chạy lên được liền, nó yếu sao á. Ông hiếp đi rồi tôi bắt ông luôn. Ui, con bạn nó gần giết được tôi luôn trời. Xe tàn chở cục sát không, ông kêu yếu. Ủa? Áp mà làm như xe gì. Xin chào. Tính ra trong này phải đông xuống mới vui, đông lên cảnh sát mới vui. Này hơi vắng cảnh sát này, này mọi việc hết trơn rồi. Tao bận hết rồi. Không, bữa tại do đợt trước mình cướp á, mình bình rồ quá, mấy anh bắt dễ quá cho nên mấy anh kêu thôi, thằng này ít ít thôi cũng được. Thằng này nó non lắm á, kiểu mấy anh vậy. Đúng không mấy anh? Nhường tôi á. Ừ, chắc tôi tin. Ấy, hai dán trên tội nghiệp quá. Ủa rồi khi nào tôi mới được ra sân bay ta? Rồi, khỏi cảnh sát chạy escape. Ừ, nó có bút rồi, nó chạy cực. Phải trốn mấy anh này tôi mới ra sân bay được. Ờ, nó bắn kìa anh. Ờ, nó bắn được hả? Ờ, để anh chưa xuống. Ờ, bắn được rồi. Cảm ơn em. À, thời gian ngay nó đồng phạm với bạn. Bắt hết. Nó chưa cho ra sân bay nữa ta. Hay là, ôi nó bắn kìa. Khi nào mình mới ra được sân bay đây? Ai cam sân bay đi, ai cam sân bay đi. Tên. À, rồi lỡ tao lái rồi, tạm gì á. Giếp mù mắt. Bạn từ từ thôi bạn. Giếp cái gì, không dám bị giếp luôn. Sao lần này bạn dùng như vậy? Nó lướt lắm. Gì bạn? Mấy lần trước bạn nhây lắm mà. Không, bạn không ra sân bay kịp, nó bỏ bạn điên mình đó bạn. Bạn hiểu vấn đề không? Vấn đề mấy lần trước là mình chơi là mình không có người đưa đón. Còn lần này mình có người đưa đón. Trời ơi. Ui. Ui. Ủa gì đã tới sân bay rồi? Đúng rồi, máy bay ơi, chào máy bay. Tao không. Anh em đâu? Máy bay ơi. Máy bay đè chết. Giảm tốc. Rồi, chào mấy anh tôi đi nha. Chào mấy anh. Ơi. Lẹ mở cái khoang ra lẹ. Vô. Trời ơi. Tao không được, gần máy bay quá. Không, đừng có lại gần máy bay, phải chặn ở một khoảng cách xa chứ, nếu mà lại gần máy bay là chết. Ông lại gần máy bay á. Không, tôi đâu có lại gần đâu. Tôi nhường thôi. Không, cứ vui nhưng mà phải đông đông mà vui hơn. Còn này là vừa vừa thôi, chưa được vui lắm.